Ok, hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip dùng những cái lon ken với lại những cái lon nước ngọt như thế này nè, để sắp lên kiểu một cái tháp cao nhất có thể trên bàn này. Đây là một cái thùng ken anh em ạ. Từ từ tao phải kéo. Đây là một cái thùng ken tặng hồi bao nhiêu lâu nhỉ? Tặng cách đây cũng chắc cỡ ngày 25 26 mình đấy. Anh em ạ. Này khá là bụi. Bây giờ tôi sẽ bóc cái đông này ra. Ken hả? Đây là một thùng ken. Bữa giờ chưa bóc, năm nay 29 Tết mới bóc anh em ạ. Đây là ken một thùng 24 lon, loại lon dài nha anh em, loại này nè. Bia đấy. Đây, heliken nha anh em. Đây. Đây đây. Đây là ken nha anh em. Ngon đi thôi. A few moments later. Ok, hiện tại thì tôi đã sắp được lon cuối cùng, còn một lon nữa nhưng mà chắc để trên cùng này đi ha. Ok, đây là lon cam, tôi sẽ đợt bên này. Đây là cái tầng cuối cùng rồi anh em ạ. Không còn lon nào để đặt nữa rồi. Ok, vậy là chúng ta có tất cả là 1 2 3 4 5 6 tầng. 6 tầng cho những cái lon gọi là lon nước như thế này. Đây còn một lon nữa đây. Tôi sẽ trên đây. Ok, một lon này là 330 ml, anh em cứ nhân lên. Một lớp vậy là một lớp vậy là 9 lon đấy anh em có thể xem nó rất là cao, 1 mét đây nè, đấy anh em thấy không. Tôi sắp cái nồi sau này nó hiến ra hiện ra trước này nè, nó đẹp anh em ạ. Đấy, đây là sau lưng nó này. Đó, sau lưng của nó này anh em. Đây là cái trên đầu. Đó, một ly này là 330 ml này. Hiện tại là tôi đã tắt sóng xong rồi anh em ạ. Đây, tôi sẽ quay cho anh em xem. Ôi, bây giờ, ở ngoài bên này nhà thấy nhạc quá ồn anh em ạ. Anh em thông cảm với tôi nha. Đây. Đây là em sẽ
quá cao luôn. Đây đây là nhà tôi lúc chuẩn bị Tết. Đây có cây thảo lông này. Đấy. Rồi có đây là bông quế anh em nhé. Bông quế, đây là một ít bông cúc hả? Cúc. Đây còn ngoài này là treo mấy cái lồng đèn anh em. Mấy cái lồng đèn. Với lại có mấy cái cây thảo lông nữa. Đấy, bên này hát ồn quá anh em ạ. Đây, họ đây. Đây trong nhà bên đây anh em ạ. Thank you.